Mô A Di Đà Phật, hôm nay giác lợi đủ phước đức nhân duyên, giác lợi về miếu xin cái lộc. Miếu bà ở giữa đồng ha, miếu bà giữa đồng nha bà con ha, ở giữa đồng cái đường bờ rất là khó đi. Hôm nay giác lợi thành tâm, lần này lần thứ hai giác lợi trở về miếu ở gần đường công vụ nè. Hôm trước giác lợi có về đây, giác lợi xin được số thẻ sâm là số 44. Bữa đó bà con cô bác có được cái lộc lớn là số 44, rất là rực rỡ, 3-4 kỳ 44 gì đó cho bà con cô bác anh chị em. Thì hôm nay giác lợi thành tâm, giác lợi về trả lễ thầu cao, thắp nén tâm hương, đốt ba điếu thuốc. Rồi cô giác lợi cũng nguyện cầu ngay ngày rằm tháng 8 ha bà con ha. Giác lợi xin cái lộc cho bà con ngày mai thứ bảy cuối tuần. Mà xin cũng đúng một tuần rồi đó bà con. Hôm bữa giác lợi đi cũng là được một tuần đó. Nay cũng đúng một tuần rồi, bữa 44 hình như là giác lợi xin cho ngày chủ nhật hay ngày thứ bảy tuần rồi gì đó. Nay đúng một tuần rồi, giác lợi đủ phước đức nhân duyên. Giác lợi về, giác lợi có trình lễ, giác lợi xin một thẻ sâm cho bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ chư vị thần linh, ông bà, chư vị binh gia binh tướng của bà, chư vị ông bà cai quản đây. Con pháp danh Nguyên Dụ Pháp Tự Giác Lợi, hôm nay với lòng thành kính con về kiến lên trước án cầu cao cúng trả lễ. Đây là lần thứ hai con trở lại, con xin ông bà độ cho con một thẻ sâm may mắn, một thẻ sâm cho ngày mai ngày 30 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 16 tháng 8 âm lịch. Con cũng xin ông bà độ và ông bà ban cho con một thẻ sâm tốt, một thẻ sâm tài, một thẻ sâm lộc, số trong thẻ sâm trùng khớp với miền Nam có đại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, đêm có miền Bắc, miền Trung, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc. Ngày thứ bảy cuối tuần, ngày 16 tháng 8 âm lịch năm 2023, hôm nay con đủ phước đức nhân duyên, con trở về kiến lên trước án trầu cao trả lễ, con xin ông bà ban, ông bà độ cho một thẻ sâm tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Chú thầy sâm bay ra nằm sắp xuống luôn nha bà con. Chú thầy sâm bay ra nằm ướp xuống luôn. Con pháp danh Nguyên Dụ Pháp Tự Giác Lợi quay vào trong trình lễ chư vị thần linh ông bà cai quản đây. Xin ông bà độ cho số thầy sâm này trùng khớp với miền Nam có đại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang ngày 30 tháng 9 năm 2023. Xin ông độ cho miền Nam là chính, sao nữa miền Trung, miền Bắc. Xin ông bà độ cho số thầy sâm này giúp cho bà con trên kênh của con mọi người đều được cái lộc may mắn ngày thứ bảy cuối tuần. Con thành tâm cúi đầu đảnh lễ xin ông bà độ cho. Con cũng xin đón nhận số thẻ sâm may mắn này. Nam mô A Di Đà Phật. Số thẻ sâm là số 34 nha bà con. 34 sâm ướp xuống ha. 34 43 nha bà con. 743 734. Con xin ông bà độ cho 734. 734 ba càng, 34 734 có cái lộc giúp cho bà con cô bác đều được cái lộc may mắn 734. Con xin ông bà chư vị thần linh ở đây chứng minh chứng giám xin độ cho số thẻ sâm này có cái lộc. Có cái lộc lớn ngày thứ bảy, có cái lộc con thành tâm, con cũng thỉnh cầu dưới bánh về con trả lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi xin ông bà chư vị thần linh ông độ cho 734 về ba càng là đại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang về 734, 34 có cái lộc ba càng. Con thành tâm thỉnh cầu cao với bánh về con tiếp tục trả lễ, con xin chư vị ông bà độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng vào trong con xin cầu tài cầu quý thêm một thẻ sâm. Xin ông bà độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Bà con cô bác thấy không? Hôm nay giác lợi đủ phước đức nhân duyên, giác lợi về miếu, giác lợi phụng sự Tam Bảo, giác lợi trả lễ. Hôm chuyến rồi giác lợi có về đây. Giác lợi xin được cái số thẻ sâm trong Đức Mẹ Phật Bà bên kênh Thần Tài Giải Trí của giác lợi là số 88 thì cũng có cái lộc lớn rất là rực rỡ. Hôm nay giác lợi cũng thỉnh bông về miếu giác lợi cúng trả lễ bà với trầu cao. Thì hôm nay giác lợi đủ phước đức nhân duyên, giác lợi về giác lợi quay cho bà con xem ha. Ở đây ở giữa đồng nè bà con thấy không, cái đường bờ nó rất là nhỏ nhưng mà giác lợi đủ phước đức nhân duyên, giác lợi cũng miếu đây rất là linh, có người chỉ giác lợi về đây giác lợi sẵn cúng trả lễ. Hôm chuyến rồi là giác lợi về lần thứ nhất, hôm nay giác lợi về lần thứ hai ha bà con ha. Giác lợi hôm nay về lần đây là lần thứ hai, giác lợi cũng thắp đốt điếu thuốc, giác lợi xin cầu tài cầu quý cho bà con cô bác một thẻ sâm ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con hôm nay cũng lần thứ hai con trở về trả lễ bà. Con cũng có cái duyên lành, con cũng đốt điếu thuốc, thắp nén tâm hương, kiến lên trước án trầu cao. Con xin cầu tài cầu quý, mở pháp ban lộc,
ban cho con một thẻ sâm may mắn, trong hũ sâm có từ 00 tới 99. Con xin cầu tài cầu quý độ ban cho con một thẻ sâm, số trong thẻ sâm về trùng khớp với đại thành phố Long An. Con xin ông độ, ông cầu tài cầu quý độ cho đi một thẻ sâm về đại thành phố Long An. Con xin đại thành phố Long An thôi, giúp cho bà con có cái lộc, đại thành phố Long An có cái lộc. Con sẽ quay trở lại, con thỉnh trầu cao với bánh, con trả lễ cầu tài cầu quý. Con xin cầu tài cầu quý độ ban cho con một thẻ sâm. Rồi, số thẻ sâm bay ra nằm ngửa lên luôn rồi bà con. Con cũng xin quay vào trong trình cầu tài cầu quý. Xin cầu tài cầu quý độ cho số thẻ sâm này có cái lộc. Ngày 30 tháng 9 năm 2023 trùng khớp với miền Nam là chính, có đại thành phố Long An. Xin ông cầu tài cầu quý độ cho số thẻ sâm này. Hôm nay đủ phước đức nhân duyên, con có cái duyên lành. Con xin lần thứ hai con trở lại miếu, con xin cầu tài cầu quý điểm chỉ độ ban cho số thẻ sâm này có cái lộc lớn, đại thành phố Long An. 752 52 752 xâm ngửa lên có cái lộc, con thành tâm thỉnh bánh trầu cao về, con tiếp tục trả lễ cầu tài cầu quý. Con xin cầu tài cầu quý ban cái phước cái lộc này. Nam mô A Di Đà Phật. Chú phải xâm lại 52 nha bà con. 752 752 giùm cho dắt lại ha. 752 dắt lại xin cầu tài cầu quý ha. Xin cầu tài cầu quý 752. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cầu tài cầu quý độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cầu tài cầu quý độ ban cái phước cái lộc 752 này có cái lộc lớn. Con thành tâm, con quay trở lại, con thỉnh trầu cao bánh, con trả lễ cầu tài cầu quý. Con xin cầu tài cầu quý chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Dắt lại đốt thuốc thắp nén tâm hương, xin được cái lộc thẻ sâm là 752. Đó, bà con cô bác nào thích nào tham khảo đó ha. Dắt lại xịt nước hoa cúng bà. Anh cũng mong anh Nguyễn Nhân Thông ảnh kêu mua nước hoa thì một chai dắt lại để ở miếu bà, rồi một chai dắt lại đi theo đi dắt bà dắt các miếu dắt lại xịt dắt lại cúng. Đó, cũng nguyện đem công đức này hồi hướng cho anh Nguyễn Nhân Thông có lộc may mắn, tai qua nạn khỏi, làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Con xin bà chứng minh, xin bà độ bà ban cho cái lộc lớn giúp cho bà con cô bác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dắt lại cũng xịt nước qua ha, dắt lại xịt nước qua, dắt lại cúng dường, dắt lại quay cho bà con xem ha. Đó, dắt lại quay cho bà con xem nha. Đó, ai nguyện ai thấy được kim thân của bà, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn cát tường. Ai có bị tâm tai phạm thái tế, con cũng xin bà độ bà ban, bà che chở cho chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Xin nguyện đem công đức xịt nước qua cúng dường này hồi hướng cho anh Nguyễn Văn Thông. Nam mô A Di Đà Phật. Xin bà chứng minh, bà ban, bà độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dắt lại đi ra, dắt lại xịt nước qua đây nữa. Cái rồi con xin ông bà chư vị thần linh cho con xịt nước qua cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi dắt lại quay cho bà con xem ha, cái đường bờ đó bà con thấy không, cái đường bờ có chút xíu nằm ở giữa đồng luôn, miếu nằm ở giữa đồng luôn ha. Miếu nằm ở giữa đồng, miếu nằm ở giữa đồng ha. Dắt lại thành tâm, dắt lại sinh lộc, dắt lại đi chiếc cúp cà tàng thỉnh bông. Giờ dắt lại dòng qua rồi, dắt lại còn đi về nhà, dắt lại đi gửi gai cho bà con cô bác nữa ha. Dắt lại nguyện với cầu tài cầu quý, xin ban cái phước cái lộc, xịt xịt vô cái phần áo mão của bà đi đó. Đây là áo mão của bà. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu tài cầu quý ha. Dắt lại hành tâm xin cái lộc cho bà con cô bác. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ với bà, xin bà độ và ban cho kênh giải trí của con cũng như trên kênh Dắt Lại Vlog mọi người đều được cái phước đức, cái nhân duyên, có cái được cái lộc hàng ngày. Con có cái duyên lành, con đi xin lộc, lộc đều về trúng ngày trúng giờ. Con xin bà độ và ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin phía trước mà chỗ binh gia binh tướng của bà chư vị thần linh, con xin được số thẻ sâm là số 34, và con xin cầu tài cầu quý được số thẻ sâm là 52. Con cũng trình bà, xin bà độ bà ban cho về trùng khớp trúng ngày trúng giờ, giúp cho bà con có cái lộc ngày mai thứ bảy đầu cuối tuần, về đầu về đặc biệt về trong lô đại thành phố Long An. Con xin bà chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật.
Con pháp danh Nguyên Dụ Pháp Tự Giác Lợi hôm nay với lòng thành kính xin bà độ và ban cho. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, cuốn xin bà ban cái phước cái lộc. Con nguyện ai thấy được kim thân của bà, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn luôn gặp nhiều điều thuận lợi may mắn. Con cuối xin bà là đạo cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con, ai cũng được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thức một hồi chuông nữa, con xin quay về, con xin cuối cảm ơn bà độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi xin bà độ và ban cho bà con cô bác trên kênh của con, ai cũng được cái lộc trên kênh Thần Tài Giải Trí, trên kênh Giác Lợi Vlog. Mọi người thân tâm thường an lạc, thấy được kim thân của bà, tai qua nạn khỏi, làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin bà độ cho và ban các phước cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đủ phước đức nhân duyên, con về miếu trả lễ, con xin bà độ và ban các phước cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.